Các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai giữa hai đội, đội áo trắng là đội của Indonesia và đội áo đỏ màu đỏ là của đội Thái Lan. Trận thứ nhất thì đội Indonesia đã thắng đội Thái Lan 1-0. Và bây giờ hai đội đang bước vào trận đấu thứ hai để tranh huy chương vàng giải cầu lông đôi nữ. Hai tôi xin nhắc lại là đội hai cầu thủ áo trắng là hai cầu thủ của Indonesia đã thắng 1-0 set thứ nhất, và set thứ hai đội Indonesia áo trắng đang dẫn với tỷ số 13-11, đội Thái Lan đang mặc áo đỏ. Nếu set này đội Indonesia thắng thì sẽ thắng chung cuộc 2-0 và giành huy chương vàng. Còn nếu đội Thái Lan thắng ở trận đấu thứ hai thì hai đội sẽ bước vào trận đấu thứ ba. Ngoài.
đây là các diễn biến của trận xét đấu thứ hai của trận chung kết đôi nữ giữa hai đội. Đội màu trắng là đội của Indonesia và đội màu đỏ là đội mà áo đỏ là đội của Thái Lan. Đội Indonesia đã thắng ở set thứ nhất 1-0 và bây giờ đang dẫn 20-12 ở set đấu thứ hai. Nếu thắng ở set đấu thứ hai này thì đội Indo sẽ đoạt huy chương vàng. Chung cuộc và tỷ số bây giờ đã là 20-13 nghiêng về đội của Indonesia. Khả năng lật lại được xét đấu thứ hai này gần như không còn do đội Thái Lan. Rất hay và pha kéo lưới rất đẹp mắt. Đội Indonesia đã thắng với tỷ số 2-0 giành huy chương vàng và đội Thái Lan đã giành huy chương bạc. Và hai đội huy chương đồng đó là một đội của Singapore và một đội của Malaysia. Đồng huy chương đồng của Malaysia và Singapore.